chặt các bạn đến kinh xem cách 24 giờ. Viral 1/10, nâng cấp một cây bồ hay thì cực đẹp, đến từ vùng đất núi Tây Ninh. Cái chiếc của đồ độ hôm nay chúng ta hãy chiêm ngưỡng là bản đồ vô cùng độc đáo, chỉ sổ cho mình hãy trong ống xả hay thì kịch độc. Chưa hề xuất hiện trên bất cứ cái dòng bộ đồ độ nào khác. Ngoài cái lông bồ hay thì cái con xe hôm nay còn có vô số những món đồ chơi thú vị. Chưa cần biết những trang bị trên xe là gì, hãy tin rằng chỉ cần nhìn ngắm diện mạo của chiếc của đồ độ thì anh em cũng đủ thấy ấn tượng. Cái gì áo sổ cho mình cái tâm màu xanh dương lịch lãm, đồng thời tóc ra nét đẹp sang chảnh với những nhiều bộ phận bọc xe carbon vân vụn ở nhiều vị trí khác nhau, ấp não, chạy trước, tại giác vân. Thường thì những anh em chơi cái nhầm là qua đồ độ thường phó cái cụm thắng của Rainbow Asset bên phải đi cùng với cụm con dây tiếp em. Tuy nhiên cái dàn tay lái của con xe hôm nay sổ cho mình hai cái bộ cụm thắng Rainbow Asset cho hai phiên bản trái phải. Ở hạng mục nâng cấp cái cụm thắng của Rainbow Asset trái thì người chủ đã chi ra một khoản tiền không nhỏ để nâng cấp hệ thống thắng sau từ thắng đùm lên thắng đĩa. Hệ thống đèn lái cũng rất là chất chơi không kém cạnh, khi hệ thống đèn LED ở bên trái đã bị loại bỏ, phục vụ mục đích nâng cấp lên cái đèn pico LED hàm mẫu hơn, vừa cường hóa hiệu năng ánh sáng vừa tạo ra một cái diện mạo bất đối xứng rất là thú vị. Cái cụm công tắc trái của chiếc xe hôm nay chính là cái cụm công tắc đồng hồ, giúp người dùng khắc phục được nhược điểm của những cái dòng xe nhập khẩu đến từ hãng Honda có thể không tắt được cái đèn cos. Cái cụm công tắc Dono hoàn toàn thêm bổ sung thêm tính năng này, đồng thời có thể câu thêm cái chức năng passive nếu người chủ sổ có nhu cầu. Lâu rồi mình mới có hội chiêm ngưỡng được một phiên bản của đồ độ sau khi mình chơi lực cổ Holden như con xe hôm nay. Việc gắn cái dòng chơi lực này không chỉ phát sinh một bộ phát mà còn phải hàn một bộ phát này vào bên trong phần sườn, đồng thời hy sinh các dần áo để bố trí không gian lắp đặt cho chơi lực. Vì ngần ngại với nhiều công đoạn nên mặc dù cái dòng chơi lực cổ Holden có đẹp đến mấy thì chúng ta thấy phần hiệu năng có vững chãi đến đâu thì những anh em chơi vào đồ độ cũng rất ít nâng cấp cái loại này. Không còn chống chảy như dưới đây, vị trí nhựa nhám gần cái sàn đĩa chân được nhấn nhá bằng chi tiết mô bên sườn Patex. Ngoài việc trang bị có tác dụng làm tối ưu hóa quá trình phun sáng lửa, gây nguồn lửa mạnh mẽ hơn, dồi dào hơn, đốt cháy triệt tiêu năng lượng xăng gió. Cái sự sang chảnh dàn chân trước và dàn chân sau chủ yếu xuất phát từ bộ mâm CNC Kimbis, dòng mâm kết cấu từ nhôm nguyên chất và trải qua quá trình nén dưới áp suất cao để gia tăng cái độ cứng và tạo hình bởi công nghệ CNC tối tầng nên có nét đẹp sang chảnh sắc sảo và độ ổn định rất cao. Phần heo trước là cái dòng heo Fando Hybrid cùng chung với màu đen bộ mâm CNC Kimbis có diện mạo tối màu, chúng làm cho cái đĩa thắng của Rainbow Overside vô cùng nổi bật. Cả heo đĩa thắng đều được cố định phát nhôm CNC, làm đĩa CNC hết sức là chuẩn xác. Không chỉ trang bị cho mình cái dòng phục Holden HO 811 mà chủ nhân của chiếc của đồ độ hôm nay còn biến cái phục cho nên xịn sò hơn khi chi ra khoảng 3 triệu nữa để bổ sung cái dụng cụ HPA và cái nấm chỉnh TX CNC, vừa tăng cái độ hàm hố vừa thể tăng chỉnh nhanh tải trọng đi một hoặc đi hai người, tạo ra hiệu năng nhúng rất là êm ái. Như chúng ta hãy bật mí ở bên trên thì dạng chân sau của con bộ đồ độ hôm nay được nâng cấp thắng đùm đến thắng đĩa với một cái bộ cấp CNC kèm với cái cố định con heo hướng 9 giờ cực kỳ độc đáo. Heo dầu sau cũng tận dụng là cái dòng Fando Blitz 2-bit kết hợp cùng với phần đĩa thắng của Rainbow Moto3, cải thiện cái lực thắng và khả năng hãm phanh so với thắng đùm trước đây. Lông bô Titan suy dinh dưỡng mà cái con bộ đồ hôm nay sổ làm vốn thuộc về cái dòng 2 thì Sachi 120, cái đời là 2-6. Tuy hiện nay đã được thiết kế lại phần cổ Titan để đảm nhiệm cái chức vụ là truyền dẫn khí thải cho động cơ 150cc 4 thì với âm thanh cho ra hùng hổ và đầy quy lực. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng em ấy lần nữa nhé. Sachi 110 dọn chuyển hết bài với một cái tông màu vàng đẹp mắt. Cái chiếc Sachi 110 hôm nay là một cái phiên bản đã giao kéo toàn bộ bên ngoài, phong cách đi chuyển nhẹ nhàng, đơn giản với những món đồ chơi quen thuộc. Điểm nhấn làm con xe này đẹp đó chính là nhờ cái tông màu vàng cũng rất đẹp mắt. Vị trí cầm con tiếp em một điểm nhấn đơn giản hài hòa cho phần chi đông trái. Sản phẩm có mức giá tầm trung dưới 3 triệu cùng với nhiều tính năng ưu việt như rảnh gió đô ta thắng, chấm chảy, nấm chỉnh, chỉ nhất là cái kính bên phải mình thì nguyên bản của nó không có. Tận dụng thắng của Rainbow Asset đảm nhiệm chức năng kiểm soát hành trình phần trước con xe, những chi tiết bắt ốc và phần chi đông trong vòng để được thay bằng chất liệu chi năm điện phân cho màu sắc bảo cũng rất là đẹp cho phần diện áo vàng. Xung quanh chi đông được bao phủ diện ốc chi năm điện phân màu sắc bảo cũng khá là bật,
Bên cạnh đó còn có cụm công tắc, cụm tăng Domino 2 dây đến từ món đồ chơi cơ bản hiện nay. Hầu hết các dòng Raider, Sachi hay là Sonic cũng trang bị để dòng chuyển. Riêng cái dàn áo thì nó khoét rộng một chút để trang bị chịu lực, hauling kẹp sườn, đi cùng hai bộ rất dĩnh nặng nhẹ khác nhau để chống sát phần đầu. Cấu tạo hành trình ti hơi bị dài nên người thợ phải bắt nó hơi xé xuống dưới để ăn gian chiều dài không cả vào chân khi chúng ta đánh đá của bên phải. Cái dàn chân lên luôn con heo của Rainbow Logo đỏ 2 bit ở xứng, được cố định thông qua phách nhôm và được làm chất liệu như mi khối. Bên cạnh có dầu S được bấm nhắc dầu CNC, ôm theo đúng cái ốc dầu, tránh cong uốn dãy dây trong quá trình vận hành. Cái dàn giảm sau được cải thiện nhiều hơn bằng cái phục holding bình dầu rời, một trong những mặt hàng đồ chơi phụ kiện sang chảnh được nhiều anh em rất là yêu thích, và đặc biệt những cái dòng xe mô tô cũng tận dụng trong trận đua khá nhiều. Việt Nam thì chúng ta thấy rồi đó, sành điệu tính cỡ nào khi tận dụng những nhóm đồ chơi đến từ MotoGP thôi. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng em ấy lần nữa nhé. Cảm ơn các bạn hãy giải đích này để kia tiếp, nhớ like, subscribe.